Yến xào là món ăn đứng đầu trong bát trân cho vua chúa. Yến xào tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ huyết, thanh nhiệt, tăng sức đề kháng, chống lão hóa, tăng tuổi thọ. Yến xào là loại thực phẩm thiên nhiên cao cấp, được đất trời ban tặng cho người châu Á. Yến tổ từ Việt Nam được nhập khẩu chính thức vào thị trường Hoa Kỳ. Đã qua những khâu kiểm định khó khăn của Cơ quan An toàn Thực phẩm Mỹ USDA, hãy gọi ngay cho Việt Shopping TV 1-888-504-0888, 1-888-504-0888 để có được loại yến tổ quý giá nhất.